Hiện nay cả nước có khoảng trên 300.000 người bị bệnh mù lòa do các bệnh về giác mạc gây ra. Hy vọng tìm lại ánh sáng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giác mạc hiến tặng. Dù số giác mạc hiến tặng còn quá ít so với nhu cầu, nhưng tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều người hiến tặng, thậm chí là nhiều gia đình hình thành truyền thống hiến tặng giác mạc. Sáng nay ở tại huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Trung ương và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn đã có buổi gặp gỡ để tôn vinh những gia đình hiến tặng giác mạc, đồng thời phát động phong trào có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này. Sáu năm trước, cậu con trai 7 tuổi của người phụ nữ này gặp tai nạn và vĩnh viễn ra đi. Nén nỗi đau, chị đã hiến tặng đôi giác mạc con trai mình để đem lại ánh sáng cho người khác. Sau đó không lâu, cha đẻ chị qua đời và cũng hiến tặng lại đôi giác mạc cho ngân hàng mắt. Chị không biết giác mạc của con mình sẽ được ghép lên gương mặt khác ra sao, nhưng nhìn những hình ảnh này, chị luôn nghĩ rằng biết đâu đó là một phần thân thể của con mình. Nhiều người họ bảo làm sao mà gia đình người này lại hiến giác mạc đi, thì chôn mất đi thì nó cũng là hư vô thôi. Hiến như vậy để cho cháu nó có một cái gì đấy ở trên trần gian này thì nó còn một lưu luyến với lại bố mẹ nó. Trong lễ tôn vinh hôm nay, có nhiều gia đình có từ 2 đến 3 người hiến giác mạc, chủ yếu là đồng bào người Công giáo. Đối với họ, nghĩa cử cao đẹp này như một truyền thống đẹp của gia đình, của dòng họ hay làng xã. Gia đình nhà tôi là có 3 người hiến giác mạc. Thứ nhất là bà nội sinh ra bố, và đến bác trai, bác cả là anh bố tôi, và cho đến bố tôi nữa. Bên Công giáo chúng tôi ấy, thì khi mỗi người qua đi là cái phần xác là về với lại cho bụi, còn phần hồn nó không ảnh hưởng gì. Giờ đây, hiến tặng giác mạc đã trở thành phong trào ở huyện Kim Sơn, nơi có người đầu tiên trên cả nước tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Tấm gương hiến tặng một phần cơ thể sau khi qua đời đã được nhân rộng lên khi 19 trên 27 xã thuộc huyện Kim Sơn có người tham gia hiến tặng. Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước có trên 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 392 người hiến sau khi qua đời tại 14 tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại huyện Kim Sơn có 253 người đã hiến. Cái cốt lõi là nó động viên và khích lệ những gia đình đã hiến giác mạc, vinh danh người ta. Thì bằng các hình thức là sẽ tỉnh, ủy ban tỉnh, rồi viện mắt sẽ có các cái bằng khen, giấy khen cho và có quà cho các cái gia đình. Cái khuôn mặt người không có gì đổi, không ảnh hưởng gì đến tang lễ của gia đình người hiến cả. Đấy là những cái mà chúng tôi cũng mong muốn là nếu mà không may có ai đấy qua đời thì người ta có thể hiến lại một phần giác mạc của mình hay là một phần bộ phận cơ thể để giúp ích cho những người khác. 6 năm nay, chị Hoa luôn có cảm giác đứa con trai bé bỏng đang ở đâu đó dõi theo mình. Và hy vọng được gặp lại ánh mắt thân thương đó chưa bao giờ tắt trong chị. Cũng như nguồn sáng mà con trai chị thắp lên cho người khác vẫn còn sáng mãi.